Con nghĩ là con người thì ai cũng phải trải qua nhiều cái những cái sai lầm cũng như là những cái lỗi mà mình đã gây ra, và đến mà cái quan trọng là mình mà cố gắng để mà sửa lại được những cái sai lầm thì nó sẽ tốt hơn. Thì con đã được gặp con, chưa? Chưa được gặp. Thì sao? Con nghĩ là chắc là có thể là mẹ của em bé chưa sẵn sàng. Thực ra thì từ lúc mà hai người mới quen nhau thì vợ mình đã biết cái câu chuyện của mình và cũng đã rất là thông cảm và cũng đồng cảm với mình, và con nghĩ là cũng không có cái vấn đề gì với Hân về cái câu chuyện này. Thì con nghĩ là không chỉ riêng Quân mà ai cũng vậy thôi, ai sau khi kết hôn cũng có sẽ có những cái thay đổi nhất định, và Quân nghĩ là khi mà mình đã có vợ có con rồi thì mình phải trách nhiệm hơn, cũng như là mình cũng phải dành những cái thời gian thay vì đi chơi thì mình sẽ phải quan tâm đến gia đình cũng như là những cái việc mà liên quan đến gia đình nhiều hơn. Thì Quân nghĩ là trên sân bóng thì mình cũng có một chút máu lửa cũng như có một chút nóng tính hơn ở ngoài đời, thì Quân nghĩ là ngoài đời thì mình cũng cũng điềm đạm hơn cũng như là nói là trầm tính hơn. Thì rõ ràng từ cuộc sống trước đây khi chưa lấy chồng mà đến bây giờ mà về chung ở chung với nhau thì con nghĩ là thay đổi rất là nhiều, và mình cũng phải dành cái sự cảm ơn cho vợ mình khi mà chấp nhận lui về đằng sau để mà làm cái hậu phương vững chắc cho mình phấn đấu. Trước đây thì vợ mình cũng xuất hiện trên báo chí cũng như là xuất hiện các sự kiện nhiều, thì bây giờ phải hạn chế hơn cũng như là không được đi, trước đây thì vợ mình cũng còn đóng phim rồi này nọ, thì bây giờ cũng không đi và chấp nhận ở nhà chăm lo cho con cái và chăm lo cho chồng, thì con nghĩ là cái điều đấy là cái điều thay đổi rất là rõ rệt, và con nghĩ là vợ mình từ Nam ra Bắc cũng đã là một cái sự hy sinh, và bây giờ chấp nhận ở nhà để mà làm hậu phương thì con nghĩ là đấy là điều rất là trân trọng. Để mà cái này cũng khó nói, tại vì nhất nếu mà về chung với nhau và ở mà vợ làm việc ở trong showbiz thì nó cũng rất là nhiều cái thứ mà nó không hay liên quan, và con nghĩ là nếu mà đã xác định mà lâu dài với nhau và tiến đến hôn nhân thì cái điều đấy là cái điều mà an toàn nhất. Thực ra thì cái việc cho tỏi sang sinh sống với ông bà thì ông bà cũng rất là muốn để cho tỏi sang đấy để ông bà chăm lo, cũng như là tỏi có một cái điều kiện học hành cũng như là y tế tốt hơn, vì nhiều khi cũng nhiều cái năm vừa rồi cũng nhiều cái câu chuyện liên quan đến trường học cũng như là y tế ở Việt Nam, nên là ông bà ở bên kia cũng tương đối là sợ và muốn là để cho tỏi sang sang bên Séc để ông bà chăm lo, và khi nào mà có điều kiện thì hai vợ chồng sẽ sang để thăm con. Thực ra thì đến thời điểm hiện tại thì chưa, tại vì tỏi cũng đang thích nghi dần với môi trường bên Séc, và mình cũng chưa có ý định để mà cho con về, vì con nghĩ là sẽ để tỏi lại để cho tỏi học ở bên Séc. Thực ra thì vợ mình ở Hải Dương thì ở cùng với cả ông bà nội của mình, thành ra cũng khó để mà ghen tuông, nhưng mà nhất thì nếu mà đã ở với nhau thì cái quan trọng nhất là cái sự tin tưởng, và con nghĩ là hai vợ chồng mình đến hiện tại là có cái sự tin tưởng dành cho nhau, và mình cũng chưa có cái lý do gì mà phải ghen tuông. Rõ ràng vợ mình là người giữ tiền, vì đàn ông mà nhiều khi mình tiêu pha nó cũng không được tính toán nhiều, nên là hầu hết những cái đồng tiền thì mình làm được thì mình sẽ đưa cho vợ, mình chỉ tiêu xài rất là ít. Vợ mình nấu ăn cũng tương đối ngon, nhưng mà một năm chắc là nấu được 2-3 lần. Luôn luôn nói là mình phải cảm ơn vợ mình khi mà đã chấp nhận mà đến với mình và hy sinh rất là nhiều thứ để mà đứng ở đằng sau, để mà cổ vũ cho mình và luôn luôn động viên mình để mình cố gắng hơn, thì con nghĩ là
Quân phải cảm ơn vợ rất nhiều.